rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine không hài lòng trước việc truyền thông Mỹ công bố ý đồ phản công Ukraine. Trong khi đó, Ukraine có thể phải đối mặt với rủi ro lớn nếu chuyển từ phòng ngự sang tấn công Nga. Kế hoạch phản công bị truyền thông Mỹ làm lộ, Kiev rất không hài lòng. Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Zelensky vừa bày tỏ không hài lòng về một bài báo trên tờ Politico của Mỹ nói về khả năng Ukraine mở cuộc phản công nhằm vào quân Nga trong tháng 5 tới, Cố vấn Mikhailo Podolyak nói rằng đáng lẽ ra động thái quân sự đó phải là điều bất ngờ đối với đối phương. Hôm 15 tháng 3, tờ Politico đăng tải bài viết dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng họ tin là Kiev sẽ mở cuộc phản công Nga vào tháng 5. Bài báo cũng thảo luận hai chiến lược mà các quan chức Mỹ cho rằng phía Ukraine sẽ áp dụng khi phản công. Cụ thể, hai phương án này là tấn công theo hướng Nam qua Nga Kherson và Crimea, hoặc là di chuyển về phía Đông, cắt đứt cầu đường bộ của Nga. Theo quan chức Mỹ, phương án thứ nhất không thực tế do quân Nga đã đóng chắc chắn trong công sự kiên cố ở bờ đông sông Nipper và Ukraine không đủ nhân lực để tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ vượt sông dưới hỏa lực của Nga. Do vậy, các quan chức Mỹ nghĩ rằng phương án thứ hai là khả thi hơn. Cố vấn Podolyak của Tổng thống Ukraine phát biểu với trang web của kênh truyền hình Ukraine Channel 24 rằng đúng là hơi châm biếm khi các nhà báo lại nói về kịch bản phản công mà Ukraine sẽ áp dụng. Có lẽ họ nên tham gia trực tiếp vào công việc của Bộ Tổng Tham mưu, quân đội Ukraine và vạch ra kế hoạch tác chiến. Cố vấn Polidiak nói rằng, Tổng thống Zelensky và tướng lĩnh Ukraine nhận thức rằng phản công là cần thiết để Ukraine giữ được nhà nước của mình. Tuy nhiên, trong một cuộc phản công lớn đòi hỏi một sự tập trung nguồn lực. Ông Podolyak cho biết thêm rằng quân đội Ukraine không thể đơn giản rút lui hoặc tiến lên mà không được chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau và tính đến tất cả các rủi ro. Cố vấn của ông Zelensky nói tiếp, chỉ có thể nói như thế này, cần nhiều tháng sắp tới để tích lũy nguồn lực nhất định. Sau cùng, một cuộc tấn công cần các công cụ với số lượng nhất định. Chúng tôi hiểu, về khía cạnh hậu cần, điều này sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông Podolyak cũng nói rõ rằng quân đội Ukraine không cần nói về hướng ưu tiên hoặc các kịch bản trong tấn công. Ông nói tiếp, Ukraine sáng tạo hơn những gì mà các nhà báo Politico nghĩ. Chúng tôi đã chứng minh điều này nhiều lần trong cuộc chiến. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Italia La Stampa trong tháng 3 này, ông Poloyak có tiết lộ rằng Chúng tôi không vội vàng, chúng tôi sẽ tái tổ chức trong hai tháng tới. Chúng tôi sẽ làm kiệt sức quân Nga ở Bắc Mất và sau đó tập trung vào nơi khác. Ukraine cạn kiệt đạn trong trận chiến Bắc Mớt Trong các tháng gần đây, Ukraine và Nga giao tranh giằng co ở khu vực thành phố Bắc Mất. Hai bên cùng hao tổn nhiều vũ khí, khí tải, đạn dược và nhân lực với sự trợ giúp của công ty quân sự tư nhân Wagner, Nga đã từng bước giành được các thắng lợi nhỏ về chiến thuật, và thắng lợi này có thể chuyển hóa thành thắng lợi chiến dịch nếu Ukraine rút quân khỏi Bakhmut. Nếu Nga chiếm chọn được Bakhmut, điều đó sẽ làm đứt gãy các tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra tuyến đường cho quân Nga di chuyển xa hơn tới Kramatov và Slovian, hai thành phố lớn cuối cùng mà Ukraine vẫn kiểm soát ở vùng Donetsk. Trong quá trình phòng ngự ở Bakhmut, Quân Nga đã tiêu tốn lượng lớn đạn với tốc độ nhanh, điều này buộc các đơn vị pháo binh Ukraine ở đây phải lựa chọn các đơn vị bộ binh nào cần được yểm trợ hỏa lực pháo. Việc Ukraine để dành đạn pháo cho cuộc tấn công vào mùa xuân càng khiến cho binh sĩ ở Ukraine thêm lo lắng. Tương lai ảm đạm bên phía Ukraine. Các nhà quan sát quân sự đồn đoán rằng cuộc phản công của Ukraine có thể bắt đầu ở tỉnh Zaporozhia, Nam Ukraine, dựa trên những hoạt động thăm dò của Ukraine ở khu vực này. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò đó đã khiến cho quân Ukraine phải trả giá đắt. Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, lực lượng Ukraine đối mặt với nhiều thách thức khi chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Lữ đoàn Sơn Cấp 128 của Ukraine, đồn trú ở phía nam thành phố Zaporozhia, đã tiến hành các hoạt động thăm dò hệ thống phòng ngự của Nga dọc theo khu vực Zaporozhia. Thí dụ, hôm 17 tháng 3, lữ đoàn này tiến hành hoạt động trinh sát theo hướng Robotai. Kết quả, một số lính Ukraine đã bị thương hoặc không qua khỏi một video ghi cảnh đụng độ cho thấy một xe thiết giáp chở quân của ukraine đã bị trúng tên lửa chống tăng hoặc đạn xe tăng bốc cháy và buộc lính ukraine phải chui khỏi xe và kéo theo một binh lính bị thương ít nhất bốn xe thiết giáp chở quân của ukraine đã bị bỏ lại trên chiến trường trong đó có hai xe cháy rụi và hai xe còn lại bị hư hại đây có thể là hình ảnh dự báo về những gì có thể xảy ra nếu ukraine mở cuộc tấn công vào mùa xuân các lực lượng Ukraine đã bị tấn công giữa ban ngày dọc theo cánh đồng không cây ở phía bắc Rodbotai. Không có cây cối che chắn, UAV của Nga dễ dàng phát hiện hoạt động di chuyển của quân Ukraine. Trong khi đó, binh lính Ukraine không được pháo binh yểm trợ đầy đủ để chế áp đối phương, nên các xe chở quân IPR-765 với lớp giáp mỏng trở thành bồi ngon cho tên lửa chống tăng của Nga. Để tiến công, quân Ukraine sẽ phải rời khỏi công sự an toàn và làm lộ bản thân trước hỏa lực Nga với khả năng phát huy tối đa sức mạnh trên địa hình bằng phẳng, chống trải ở tỉnh Zaporozhia. Vượt qua mùa đông khó khăn, người Ukraine thích nghi cuộc sống bình thường mới. Nga liên tục không kích cơ sở hạ tầng của Ukraine trong suốt mùa đông khiến Kiev thực sự khó khăn. Nhưng người dân nước này đã có cách vượt qua khủng hoảng và thích nghi cuộc sống bình thường mới. Trước bình minh ngày 9 tháng 3, một tên lửa siêu vượt âm Kinza của Nga đã lao vào một nhà máy điện ở Kiev, Ukraine. Vụ nổ đánh thức mọi người trên khắp thủ đô khi khói đen kịt bốc lên bầu trời mù mịt. Đêm không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine là loạt tấn công lớn nhất trong chiến dịch quân sự của Nga nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng, điện, hệ thống sưởi ấm, thông tin liên lạc và cung cấp nước của Ukraine, biến các thành phố này thành vùng đất chết. Nhưng đến 8 giờ 30 phút sáng, chưa đầy một giờ sau loạt tấn công tên lửa, đường phố Kiev vẫn đông đúc người đi làm. Các quán cà phê được mở cửa để phục vụ, bánh sừng bò và cà phê cappuccino. Hầu hết trên khắp lãnh thổ Ukraine vẫn có điện, sự gián đoạn cục bộ đã được khắc phục nhanh chóng. Nhiệt độ đang ấm dần lên, ngày dài hơn đêm và nhu cầu sưởi ấm và chiếu sáng đang giảm. Ukraine đã ngừng cắt điện luân phiên, biện pháp từng áp dụng để tiết kiệm điện khi hứng chịu các cuộc tập kích liên tục vào cơ sở hạ tầng điện. Nhờ đâu mà Ukraine có thể vượt qua mùa đông khó khăn như vậy? Ngoài việc được Mỹ và các nước phương Tây viện trợ các hệ thống chống tên lửa tinh vi, chẳng hạn như khẩu đội Patriot và SAM-T cùng với máy phát điện và phụ tùng thay thế cho lưới điện, người dân Ukraine đã trở nên quen thuộc với cuộc sống khốn khổ thời chiến và tìm cách vượt qua nghịch cảnh. Đất nước chúng ta nhờ các đối tác của chúng ta và cả chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn này. Oleksiy Danilov, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói. Đã có những thời điểm thực sự quá khốc liệt đối với Ukraine, nhưng khi hứng chịu các cuộc không kích vào ngày 23 tháng 11 khiến tất cả các nhà máy điện hạt nhân Ukraine phải đóng cửa khẩn cấp, gây ra sự cố mất điện kéo dài nhiều ngày và vụ đánh sập điện thoại di động. Mùa đông đối với nhiều người thực sự lạnh, tối và tang thương. Hiện nay Ukraine đang chạy đua với thời gian để sửa chữa và củng cố mạng lưới cơ sở hạ tầng của mình và cả năng lực phòng không. Giám đốc điều hành của công ty điện lực nhà nước Ukraine Go, Volodymyr Kodosky, cho biết, Nga sẽ tiếp tục tấn công, nhưng tính đến mùa đông này, họ đã thất bại. Mùa đông đã qua và chúng tôi vẫn ở đây. Nga cũng tuyên bố kho tên lửa của họ sẽ không cạn kiệt và sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chính quyền Ukraine từ lâu biết rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của họ rất dễ bị tổn thương, nhưng cùng với đó là hệ thống bơm nước, nước thải, sửa ấm và thông tin liên lạc tất cả đều chạy bằng hệ thống điện, trung tâm và không thể thiếu đối với cuộc sống đô thị khi có khoảng 70% người Ukraine sống ở các thành phố. Ukraine đã ngắt kết nối lưới điện của mình với Nga chỉ vài giờ trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trong vòng vài tuần, Ukraine đã nối lưới điện với Liên minh châu Âu EU, dù có công suất hạn chế, nhưng điều đó chứng tỏ là một phương án dự phòng quan trọng. Lưới điện của Ukraine là một mạng lưới toàn quốc duy nhất dựa trên bốn nhà máy điện hạt nhân lớn, cùng với than đá và các nguồn năng lượng khác. Các quan chức năng lượng nói rằng hệ thống năng lượng có một thế mạnh lớn, được kế thừa từ thời liên xô cũ, công suất cao hơn nhiều so với mức cần thiết. Ukraine từng là nơi đặt một phần cơ sở công nghiệp của liên xô cũ, do đó tất cả các phần của lưới điện đều được tích hợp dự phòng và mọi thành phố đều có thể nhận diện theo nhiều tuyến đường khác nhau. Lúc đầu, Nga không tiến hành tập kích một cách có hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng vì tin rằng Ukraine sẽ nhanh chóng thất thủ. 9 ngày sau cuộc chiến, các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nơi có 6 lò phản ứng và cung cấp 1 phần 5 lượng điện năng của Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga lúc đầu nhắm vào các mục tiêu quân sự nhưng không làm gián đoạn giao thông, đường sắt và sau đó chỉ gây ra một cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngắn bằng cách phá hủy các nhà máy lọc dầu chính, vào tháng 9 năm 2022, khi Ukraine tiến hành các cuộc phản công hiệu quả ở khu vực Kharkov và Kherson, cuộc sống của người dân Kiev vẫn diễn ra gần như bình thường. Nền kinh tế Ukraine đang ổn định và thậm chí là bắt đầu phục hồi. Mirina Kovanchak, quản lý chuỗi cửa hàng Pesto Cà Phê nhớ lại đó là khoảng thời gian đầy hy vọng. Các trường học mở cửa trở lại. Những bà mẹ và trẻ em tai nạn ra nước ngoài đang trở về. Chúng tôi đã có doanh thu. Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi có thể thở được rồi, cô nói nỗ lực của đội quân sửa chữa. Nhưng Nga đã phát động cuộc tấn công dữ dội đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng vào ngày 11 tháng 9 năm 2022, khiến cho các thành phố ở Kharkov và Dnipro rơi vào tình trạng mất điện. Tổng thống Zelensky khi đó đã cảnh báo Ukraine về một mùa đông đau khổ. Rostatilab Suma, cố vấn kinh tế của Tổng thống Zelensky cho biết, nhóm của ông đã tổ chức một cuộc mô phỏng về trận chiến sắp tới để phân tích xem liệu hệ thống năng lượng của Ukraine có thể tồn tại lâu hơn kho tên lửa của Nga hay không. Các quan chức nghĩ rằng trên giấy tờ thì lợi thế thuộc về Ukraine. Tuy nhiên, Kiev, một số loại thiết bị quan trọng đang bị thiếu hụt, đặc biệt là các máy biến áp lớn được sử dụng tại các trạm biến áp. Máy móc theo tiêu chuẩn Liên Xô này thường không được sản xuất ở phương Tây và rất khó thay thế. Vào ngày 10 tháng 10, Nga đã phóng một loạt 70 tên lửa và nhiều UAV tấn công khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm trả đũa vụ đánh bom cầu Crimea. Ngay sau đó, các đội sửa chữa của Ukraine đã nỗ lực vào cuộc để cứu hệ thống lưới điện, nước.